Em xin chào các bác ạ. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Và nếu lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu, em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Mong tất cả các bác để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh với màu đỏ. Thì hôm nay mới nhất là ngày 27 tháng 7, thì cũng là ngày thứ hai đầu tuần. Thì em xin được gửi lời kính chúc tới tất cả mọi người một tuần mới vui vẻ và một ngày mới và tràn đầy niềm vui và sức khỏe. Thì hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2020. Em xin được trân trọng giới thiệu cho các bác một cái mẫu xe mà bên em mới nhập về. Trước khi đi vào chia sẻ chiếc xe này thì mong quý vị và khán giả chúng ta để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh nút màu đỏ. Các bác nhớ ấn nút đăng ký kênh nút màu đỏ để chúng ta có thể tự động cập nhật những video mới nhất mà em về theo năm tháng. Thì không vòng vo tam quốc thì em xin trân trọng giới thiệu cho mọi người. Trước mắt chúng ta đây là chiếc Hyundai Tucson phiên bản hai cầu, máy xăng, số tự động, sản xuất năm 2011, tên tư nhân, biển thành phố mọi người nhé. Chiếc xe này là mang biển thành phố Sài Gòn. Thì cũng xin chia sẻ với mọi người là anh chủ xe này, anh là người Sài Gòn nhưng hiện tại anh đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Thì do vậy là anh muốn mua một chiếc xe để sử dụng thì anh có đăng ký ở trong Sài Gòn chuyển hồ sơ ra thôi. Chiếc xe này được sử dụng ở Hà Nội mọi người nhé. Nên do vậy là nếu như về thành phố Hà Nội chúng ta sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Thì bây giờ em xin phép mọi người là đi vào chi tiết đánh giá chiếc xe này để cho tất cả mọi người cùng được nắm bắt ạ. Thì cũng xin giới thiệu với mọi người, trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản máy xăng tự động hai cầu, màu bạc, nội thất nâu da đen với lại ghế da nâu da bò. Về giá bán chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 480 triệu. Giá còn thương lượng và linh động. Bác nào quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại em để phần mô tả mọi người nhé. Nói về Tucson thì mọi người cũng được biết rồi mọi người đúng không ạ? Chiếc xe thì cũng khá là ăn khách của Hyundai. Mẫu form dáng đẹp này, cho đến nội thất cũng khá là đẹp này. Đây thì nó là một chiếc xe form cũ rồi, bây giờ nó qua rất là nhiều thế hệ. Nhưng chiếc xe này vẫn được săn đón của tất cả mọi người. Nếu như chiếc xe này mà nó là phiên bản máy dầu nữa thì chắc hẳn là sẽ rất là hot đấy đúng không mọi người? Nhưng dù sao thì em cũng nói qua mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này, nó mọi người xác định mua chiếc xe này về thì cũng phải đến là từ 8 cho đến 10 lít tùy vào cái cách chúng ta sử dụng xe mọi người nhé. Tùy vào cái cách chúng ta sử dụng xe. Nhưng máy xăng nó sẽ mang lại cho chúng ta được cái sự đầm chắc và bốc đúng không mọi người? Về trước khi chia sẻ cái xe này thì em xin một lần nữa nhấn mạnh lại với mọi người là bên em bán xe ra, thứ nhất cam kết cho quý vị và khách hàng không chỉ riêng cái xe này, tất cả xe bán ra em đều cam kết cho mọi người xe không thâm đụng và xe không ngập nước. Thủ tục an ninh giấy tờ là đảm bảo 100%. Nếu như quý vị và khách hàng lên xem xe mà phát hiện xe bên em bán ra bị lỗi thì em hoàn toàn là đền bù và tặng 5 triệu đồng cho mọi người để lấy chi phí đi đường mọi người nhé. Bây giờ em xin phép đi vào chi tiết chiếc xe này ạ. Hyundai Tucson. Nội thất thì rất là đẹp mọi người ạ. Nội thất đen pha với màu ghế da nâu da bò. Riêng cái ghế màu này em rất thích mọi người nhé. Cửa sổ trời đầy đủ đấy ạ. Cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Và các bác đợi em xíu nhá, em mở hết cái cửa sổ trời cho mọi người cùng được nắm bắt. Đây, cửa sổ trời đây. Đó, cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Máy xăng mọi người nhá, chiếc xe này là chiếc xe máy xăng. Hôm nay em có mua được một chiếc mũ cối này thì lên hình ảnh cho mọi người cho nó chất. Đây, động cơ 2.0 xăng hai cầu. Xe thì em cam kết cho mọi người nhé, ốc chân máy với ốc cabo tất cả mọi thứ là còn nguyên bản. Nói chung là về chất lượng em chỉ biết nói với mọi người là mọi người yên tâm ạ. Chúng ta chỉ bàn về giá, không bàn về chất. Bởi vì một khi em đã cam kết cho mọi người rồi thì xe bên em có sao thì em chia sẻ cho mọi người như vậy. Hyundai Tucson 2011 nhập khẩu. Đó. Màu bạc, màu này thì thực ra là cũng kén khách đấy. Nhưng mà bác nào mà đi giữ gìn ấy, cái màu bạc này đi ngoài đường cũng khá là đẹp. Bởi vì nó rất nổ, rất là nổ. Nhưng cái dòng xe này đặc trưng em không hiểu tại sao rất là nhiều màu bạc. Màu đen có, màu trắng rất ít. Với lại màu xám nâu chuột. Đây là một cái cặp đèn pha zin, mọi người thấy không ạ? Một cặp đèn pha zin nó rất là sáng, không hề ố vàng cả. Mọi người nhìn ở trong cái lòng đèn nó còn nguyên những cái độ tươi và độ mượt của chiếc xe. Xe thì cũ rồi thì đương nhiên là không thể nào tránh được những cái nhỏ nhỏ, vết xước nhỏ nhỏ này. Đây là phần đèn gầm này. Mặt ca lăng chiếc xe này cảm tưởng như là nó đang cười ấy mọi người.
La Giang đây, La Giang rất là to mọi người nhé. Lốp chúng ta còn chạy dài dài ạ. Lốp chạy dài dài mọi người nhé. Đăng kiểm với phí đường bộ còn đến tháng 4. Tháng 4 năm 2021. Xi nhan tích hợp trên gương này. Mặt gương chỉnh điện này. Gương gập điện và gương gập tự động. Ngày xưa ấy, khi mà chiếc xe nào mà có những cái thanh sắt như này thì mới biết là chủ nhân họ giữ gìn này, để cậy, chống trộm, cậy mất cái mặt gương này mọi người. Màu bạc. Xe sử dụng chìa khóa thông minh, smart key đầy đủ. Đó. Nội thất còn rất đẹp luôn mọi người nhé. Xe chạy có hơn 6 vạn luôn ạ. Xe chạy hơn 6 vạn mọi người nhé. Bác nào quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại em để ở phần mô tả. Chỉ hơn gần 500 triệu đi, 480 triệu chúng ta được một chiếc xe 5 chỗ gầm cao. 5 chỗ gầm cao tốc sơn. Nó đương nhiên là nó sẽ tốn nhiên liệu hơn là máy dầu rồi, nhưng ngược lại nó sẽ ra là cảm giác lái đầm chắc và an toàn hơn rất nhiều. Tắp lô, tắp ly mọi người đúng không ạ? Đây là cái phần da này, nhựa này, còn nguyên bản và đẹp này. Mọi người thấy không? Bụi này, đây là bụi thôi. Bỏ ra thì nó sẽ rất là đẹp. Về phần keo chỉ, cột kèo thì em một lần nữa em chỉ quay một cánh này thôi mọi người nhé. Bởi vì một khi em đã cam kết cho mọi người rồi thì chúng ta yên tâm đi. Bác nào lên xem xe mà bảo là bên em chạy lại chỉ hay là xe không đúng như mô tả thì em hoàn toàn là tặng 5 triệu đồng cho mọi người để mọi người lấy chi phí đi đường. Bậc lên xuống này, mọi người thấy không ạ? Hyundai Tucson. Ghế phụ là ghế nâu da bò. Em không hiểu sao những cái màu ghế da này em rất thích mọi người nhá. Thứ nhất là nhìn nó rất là sạch, thứ hai nhìn rất là sang. Sang chiếc xe lên. Đây là một hộc đựng đồ có cả khóa mọi người nhá. Có cả khóa này. Táp lô, táp ly rất đẹp. Túi khí này. Đây là hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai đây. Ghế da nâu da bò. Ôi. Mọi người nhìn thực tế ấy. Mọi người nhìn thực tế thì mọi người sẽ thấy cái ghế da này nó chất mà nó cảm giác nó rất là xịn nha mọi người nhá. Cảm giác rất là xịn luôn. Đây là hàng ghế thứ hai. Táp ly cửa đằng sau đây. Táp ly cửa đằng sau đây. Cửa đóng có chắc nịch luôn mọi người nhá. Về phần đuôi xe thì đây cũng là một bộ đèn hậu zin theo xe, đèn led đầy đủ mọi người nhé. Hai cầu ạ, chiếc xe này có cả cái cầu điện đấy mọi người nhé, khóa vi sai. Và nội thất, ngoại thất rất đẹp. Cốp mở bằng điện này, camera lùi đầy đủ. Chiếc xe này là chiếc xe 5 chỗ mọi người nhé. Mọi người để ý cho em đi xem xe cũ, chúng ta nhìn cái trần cốp này, cái bậc cốp này còn đẹp đúng không mọi người? Đấy, còn nguyên bản mà nó rất đẹp, chỉ đôi chút sức dăm thôi. Còn đâu bên trong hông này này, rất đẹp luôn. Đây là một tẩu sạc này, đèn này, hộc đựng đồ này. Nói chung là về nội thất chiếc xe này đẹp, mọi người yên tâm. Lốp sơ cua đây. Xe không hề bị mọt đâu mọi người nhé. Không mọt một chút nào luôn ạ. Đó. Keo chỉ, cột kèo thì các bác yên tâm. Rất yên tâm luôn. Xe bên em bán ra có sao thì em chia sẻ vậy cho mọi người, chứ không bao giờ nói treo đầu dê bán thịt chó đâu. Trời sắp mưa rồi, do vậy là em xin phép các bác là em quay qua nhanh mọi người nhé. Em xin nhắc lại với mọi người, đây là chiếc Hyundai Tucson 2.0 2011. Tên cá nhân biển thành phố mọi người nhé. Em chào bán với giá là 480 triệu giá còn thương lượng. Bác nào quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại em để ở phần mô tả. Em là Bình, ô tô cũ Hà Nội ạ. Đây, tất cả hệ thống lên kính điện này, mặt gương chỉnh điện này. Ghế lái là ghế lái chỉnh điện mọi người nhé. Ghế lái chỉnh điện đây. Mọi người thấy cái mùi ghế không ạ? Nó còn rất là căng, căng và đẹp, không bị nhũng nhẽo gì cả. Xe chạy có hơn 6 vạn thôi. Xe nhập khẩu luôn. Đó. Đây là tăng giảm sáng đèn đồng hồ này, khóa vi sai này. Ôi, các bạn xin phép em vào bên trong này. Đây là nội thất của chiếc xe. Xe được sử dụng là vô lăng 4 chấu bọc da. Nút bấm tích hợp trên vô lăng. Xe chạy 6 vạn 8 đây mọi người nhé. 6 vạn 8. Đây là cái đài CD nguyên bản theo xe. Xe được sử dụng là đề nổ thông minh smart key này, điều hòa tự động hai vùng độc lập này. Đó, hộp số này. Đấy. Còn rất đẹp, chiếc xe này còn rất đẹp mọi người nhé. Xe sử dụng là phanh chân. Phanh chân đây. Mọi người thấy chiếc vô lăng không ạ? Cái da của nó này rất là đẹp, tuyệt vời luôn.
nút bấm và cái núm còi cũng vậy. Gương là gương điện, gương chống chói điện mọi người nha. Rồi, một lần nữa em xin trân trọng giới thiệu lại cho mọi người. Trước mắt chúng ta đây là chiếc Hyundai Tucson phiên bản 2.0 máy xăng số tự động 2 cầu, sản xuất năm 2011, tên tư nhân biển thành phố. Giá bán em chào bán là 480 triệu giá còn thương lượng. Bác nào quan tâm thì alo cho em số điện thoại em để phần mô tả. Em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Em cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Em chào các bác nha.